Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được chào đón quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Horo. Mong rằng quý vị và các bạn ủng hộ cho kênh nhiều hơn nữa để kênh có động lực cập nhật thường xuyên đến quý vị và các bạn về tiến độ các dự án mà các bạn có thể quan tâm bằng việc cho kênh một like, một chia sẻ cũng như một đăng ký. Xin cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục đưa quý vị và các bạn trở lại với cầu vượt Nguyễn Văn Cử Hồng Tiến để xem tình hình tiến độ đến hiện nay thay đổi như thế nào. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để có cái nhìn tổng thể cũng như có đánh giá khách quan chi tiết. Mong quý vị và các bạn hãy xem hết video. Thời điểm ghi hình hiện nay vào lúc 8 giờ 30 sáng, đây là phía đầu cầu bên phố Hồng Tiến. Mọi công tác liên quan đều đã được hoàn tất, ngoại trừ công tác thảm nhựa tại đoạn quay đầu mới được hoàn thành cách đây không lâu, như các bạn có thể nhìn thấy trên video. Hiện nay tại phía đầu cầu này, nhà thầu đã mở rào tôn, tôi sẽ đưa các bạn trải nghiệm trên mặt cầu này xem như thế nào. Như các bạn đang nhìn thấy, mặt cầu đã được thảm nhựa hoàn tất, sơn vạch kẻ tim đường, phân chia hai chiều và hệ thống thoát nước cũng đã được thi công xong cách đây mấy tháng. Cho thấy các công tác liên quan trên mặt cầu đều đã được hoàn tất, sẵn sàng cho thông xe trong thời gian tới. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đi sang phía ngõ 189 Nguyễn Văn Cử để xem tình hình thi công bên đầu đó hiện nay như thế nào. Đây là vị trí thi công đầu cầu phía bên ngõ 189 Nguyễn Văn Cử. Như các bạn đang nhìn thấy, hiện các hạng mục liên quan khác tại vị trí xung quanh chân và gầm cầu phía bên này cũng đã được gần hoàn thiện. Hạng mục lên đường cũng đã thi công xong lớp đá răm bề mặt, chờ thảm nhựa trong thời gian tới. Vỉa hè tại đầu đoạn này cũng đã được thực hiện xong, còn lại đoạn vỉa hè ngắn ở giữa đoạn đường này chưa được thi công, phần cuối đoạn đường vỉa hè cũng đã được thi công xong. Thank you.
Công tác thi công bồn trồng cây giữa tim đường phía bên đầu này cũng đã được thi công xong. Tại góc giao này, hiện đang thi công nốt hệ thống đường điện phía dưới vỉa hè, do vậy thì công tác thi công vỉa hè chưa được thực hiện như các bạn có thể nhìn thấy trên video. Phần nền đường tại đường dẫn cầu vượt đã thi công xong khớp nối với mặt đường hiện hữu, cũng như kết nối với nền đường phía bên đường dẫn vào Hồ Tai Châu mới được thi công xong. Bây giờ mời quý vị các bạn đi sang đường phía Hồ Tai Châu để xem công tác thi công hiện nay như thế nào. Đây là đoạn đường dẫn vào Hồ Tai Châu, hiện nay thì hạng mục nền đường đã được thi công xong lớp đá răm bề mặt, kết nối với nền đường hiện hữu phía ngoài. Phần vỉa hè hai bên cũng như bồn trồng cây giữa tim đường cũng đã được thi công xong. Công nhân đang tiến hành bồi đất vào bồn trồng cây giữa tim đường để triển khai trồng cây trong thời gian tới. Tại Hồ Tai Châu như đã đề cập ở video lần trước, các hạng mục liên quan đều đã được hoàn tất. Nền đường đã được trải đá răm chờ thảm nhựa đồng bộ trên toàn tuyến. Giờ mời quý vị đi sang phía bên kia đường, lưu thông theo chiều ngược lại để xem các hạng mục liên quan phía bên đó. Đoạn trước mặt cũng vẫn như nhiều video đã đề cập lần trước, hiện vẫn vướng công tác giải phóng mặt bằng, vẫn chưa thể giải tỏa mặt bằng xong. Tại phạm vi bên này, như các bạn đang nhìn thấy, hiện nay nhà thầu đang thi công nền đường đến sát vị trí cuối chân cầu này. Tại vị trí đầu đường giáp với đường Nguyễn Văn Cừ đã được thi công xong lớp đá răm bề mặt cũng như nắp cống chờ thảm nhựa đồng bộ trên toàn tuyến. Tuy nhiên thì trên công trường theo quan sát thì hiện thời điểm này không thấy bóng công nhân xuất hiện tại khu vực này. Các bạn đang nhìn thấy đoạn đã hoàn thiện trải đá răm nền đường kéo dài ra sát đường Nguyễn Văn Cừ. Như vậy đến hiện nay các hạng mục chính liên quan đến cầu đã cơ bản hoàn tất. Các bạn cũng đã được nhìn trực tiếp trên mặt cầu. Hạng mục nền đường xung quanh chân cầu phía bên lưu thông từ Nguyễn Văn Cừ đi vào ngõ 189 Nguyễn Văn Cừ đã hoàn thiện lớp đá răm bề mặt. Vỉa hè phía bên này cũng gần hoàn tất. Còn phía bên lưu thông từ ngõ 189 Nguyễn Văn Cừ đi ra đường Nguyễn Văn Cừ do một đoạn còn vướng mặt bằng chưa giải tỏa được. Do vậy thì công tác thi công hoàn thiện nền đường còn dang dở khá nhiều, mới thi công được hai đầu đường. Phần ở giữa vẫn đang được tiếp tục thi công, ngoại trừ công tác giải phóng mặt bằng chưa thấy có chuyển biến gì. Tuy nhiên thì tại thời điểm ghi hình, trên công trường không thấy xuất hiện công nhân thi công, cho thấy công tác thi công hiện đang được tạm dừng. Hiện nay thì công tác thi công đoạn đường 40m nối Nguyễn Văn Cừ với Ngọc Thụy cũng đang được đẩy nhanh, khối lượng đạt được cũng khả thi. Chi tiết thì mời quý vị các bạn theo dõi trong video chi tiết trên kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành và theo dõi video đến thời gian này. Nếu quý vị và các bạn thấy video này có ích, xin cho kênh một like, một chia sẻ để lan tỏa thông tin đến được nhiều người hơn. Nếu quý vị các bạn cần góp ý, xin để lại bình luận phía bên dưới. Và đặc biệt, quý vị các bạn nào chưa đăng ký, xin đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.